Vâng, trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám, xin trân trọng giới thiệu với quý vị là đây là buổi sáng ngày 21 tháng 8 năm 2019 nhá. Và tôi rất hân hạnh được đón anh Hồng ở Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ. Và anh đã về để ký duyệt bộ trường kỷ bằng ngũ cụ đây. Và đây trên hình ảnh quý vị nhìn đây là anh Hồng đây, ở Hương Cần, Tân Sơn, Phú Thọ. Và anh đã về cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám thôi để ký duyệt bộ trường bằng gỗ gỗ và có kích thước là trường 2m, trường trung. Và thì đây đi cùng anh có tất cả đây là các bạn của anh đây, cùng cơ quan đây. Và rất là đông, rất là đông mấy anh em cùng cơ quan này, chắc là được ngày nghỉ đây mà về để ký duyệt. Bạn đi. Vâng, bạn tẹo nhá. Hả? Thế là cái đôn thì tính ngoài, thế chú lấy cả đôn à? Cái đôn là tính ngoài. Không, bởi vì là cái trường này là bây giờ mới sinh ra đôn, từ trước là không ai làm đôn đâu. Kiểu như ai bảo là làm thì ai lấy thì mới... Cái đôn thì nhưng mà có cần thiết lấy không? Để nó ít khi dùng lắm. Chẳng mấy khi ngồi đâu, nó thật lấy về rồi thừa. Rồi. Thế là ký hết rồi chị. Và thay mặt cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám thì chân thành cảm ơn anh Hồng nhá, và cùng mấy anh em trên Hương Cần, Tân Sơn, Phú Thọ nhá, và đã về ký duyệt đồ gỗ của Tùng Tám thôi nhá. Và xin chân thành cảm ơn. Và trước khi ra về chúc tất cả anh em mạnh khỏe nhá, làm ăn phát đạt nhá. Vâng, xin chào các bạn nhá. Và